Kính thưa các quý vị đại biểu, thưa các anh các chị Duy Hiếu, trong và ngoài trang thơ bạn yêu thơ yên lạc tình hạnh phúc, được sự đồng ý của ban quản trị, ban chủ nhiệm và sự đồng tình ủng hộ các thành viên câu lạc bộ yêu thơ yên lạc Vĩnh Phúc về việc tổ chức sinh nhật lần thứ hai câu lạc bộ bạn yêu thơ yên lạc tỉnh Vĩnh Phúc. Hôm nay ngày 14 tháng 5 năm 2023 tại thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc xinh đẹp, giàu lòng mến khách, nơi Bác Hồ của chúng ta đã có dịp về thăm tỉnh Vĩnh Phúc và người đã căn dặn cán bộ, nhân dân các dân tộc trong tỉnh là phải làm cho tỉnh Phúc giàu có và phồn vinh nhất miền Bắc. Kính thưa toàn thể buổi lễ, với niềm tự hào của dân tộc, chúng ta đang sống trong những ngày 30 tháng 4 lịch sử, 1 tháng 5 quốc tế lao động và dỗ tổ Hùng Vương mùng 10 tháng 3. Với hơn 60 đại biểu thành viên trong và ngoài câu lạc bộ đã về dự, đại diện cho hơn 1.300 thành viên trang thơ yên lạc tỉnh Phúc và đại biểu cho các trang thơ bạn, đặc biệt là các vị đại biểu là khách mời đã về chung vui sinh nhật của chúng ta và để có dịp ôn lại những kết quả đạt được trong hoạt động của phong trào yên lạc Vĩnh Phúc trong năm qua, nhằm khuyến khích động viên các cá nhân có nhiều cố gắng tích cực tham gia xây dựng trang thơ và yêu thơ yên lạc trong 2 năm qua, đồng thời từ đó đề ra phương hướng nhiệm vụ hoạt động của trang thơ và thơ yêu lạc trong năm tới và triển khai một số nhiệm vụ thiết thực nhất. Về giờ hội nghị buổi lễ hôm nay, chúng tôi xin trân trọng vui mừng chào đón nhà thơ Bùi Văn Thanh, phó chủ nhiệm câu lạc bộ thơ tỉnh Vĩnh Phúc, để chúng ta cho một tràng pháo hoa tập thơ. Về giờ hôm nay, chúng tôi xin trọng giới thiệu nhà thơ Hà Định, quyền chủ tịch câu lạc bộ thơ tỉnh Vĩnh Phúc, để chúng ta cho một tràng pháo tay. Về dự buổi lễ hôm nay, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu nhà thơ Trần Thanh Minh, chủ tịch thư ca Việt Nam. Về dự hôm nay, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu nhà thơ Thanh Thường, thư ký câu lạc bộ thơ Việt Nam. Về sự lễ hôm nay, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu nhà thơ Đoàn Tuấn An, thường vụ thư ca Việt Nam Huế Lạc. Về dự thì chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Chúng tôi xin trọng giới thiệu ông Trần Bá Thẩm, phó chủ nhiệm câu lạc bộ thơ ca yên lạc, cũng về dự để chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Chúng tôi xin trọng giới thiệu nhà thơ Nguyễn Đức Cảng, phó chủ nhiệm thường trực câu lạc bộ thơ yên lạc, để chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu nhà thơ Nguyễn Hồng Minh, chủ nhiệm thơ ca VC thành phố Phúc Yên, cũng mặt để chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Chúng tôi xin trọng giới thiệu nhà thơ Lê Thị Hường, phó là chủ nhiệm thơ ca Phú Yên, cũng về dự chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Và chúng tôi xin những trân trọng chào đón và giới thiệu nhà thơ Việt Trần, quản trị viên thơ ca Việt Nam, cũng về dự để chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Và đặc biệt, chúng tôi xin nhiệt liệt chào đón bà Nguyễn Thị Hằng cùng với đội dân vũ của câu lạc bộ dân vũ Quảng Trường Xanh cũng về dự và phục vụ hội nghị. Chúng ta đề nghị kiện chào đón. Và một lần nữa, chúng tôi xin đề nghị chúng ta tổ chàng của tay chào đón một buổi đặc biệt của ngày sinh nhật chúng ta hôm nay.
Kính thưa buổi lễ, về chương trình làm việc thì MC đã có sự thông báo rồi và chúng tôi xin thông qua lại. Về chương trình làm việc, một là chúng ta còn định tổ chức và tuyên bố lý do giới thiệu đại biểu chúng ta đã được thông qua. Hai là văn nghệ chào mừng. Ba là khai mạc. Bốn là thông qua báo cáo hoạt động của câu lạc bộ thơ năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ 2023, và thông qua báo cáo tóm tắt sự ra đời của tập thơ Tình bạn bốn phương. Và tiếp đó chúng ta tọa đàm trao đổi tâm tư tình cảm để làm sao thúc đẩy phong trào thơ chúng ta ngày càng phát triển. Và tiếp tục chương trình là đọc quyết định khen thưởng và phát quà lưu niệm. Tám là bế mạc và chụp ảnh nội dung. Để tiếp nối chương trình, chúng tôi xin trân trọng kính mời và giới thiệu bà Nguyễn Thị Đính, chủ nhiệm câu lạc bộ thơ và thơ Yên Lạc, lên tiếp tục chương trình. Xin trân trọng kính mời.